cho em xin chào lại nha. Lời đầu tiên cho em xin được chào quý vị ban giám khảo, quý vị khán giả. Và em cũng cảm ơn tất cả khán giả trên cả nước đã ủng hộ cho em để em có được cái giải hoa hậu ngày hôm nay. Dạ, nếu mà em đạt giải hoa hậu ngày hôm nay thì tất cả em sẽ đem tiền về spa của em. Em nâng cấp spa của em lên, em PR, em truyền thông, em quảng cáo này nọ đó. Dạ, em xin cảm ơn tất cả mọi người. Nghe nè, mang hai cái hộp này nặng hơn, chứ tôi thấy cái lỗ tai mình sệ lắm rồi. Sệ theo cái con người của Vivian luôn. Trời, gì đó vậy? Ủa, sao hôm bữa tôi nghe rõ ràng nói nha, cái gì mấy người rảnh hơi quá, mấy người đi thi hoa hậu hả? Ủa vậy thì mấy người đi làm như mấy người, tại sao mấy người cũng rảnh hơi thi hoa hậu? Nhưng mà nhìn kỹ lại đi, trời ơi, mặc áo trắng để chứng tỏ mình còn trong trắng ngây thơ. Áo trắng mà hở, tao nói nó hở coi như hết 2/3 rồi, còn cái gì nữa? Tay rút rồi, rồi nè. Rồi cái váy tao nói giật cái thun này nó kéo thiếu điều cũng kéo hết. Tối nào còn bà này nữa, đi thi hoa hậu mà tưởng phải làm cô giáo mặc áo dài. Trời ơi, đây tiêu chuẩn hoa hậu là phải cỡ này nè. Trời ơi nè, hoa hậu này nhìn đâu quá nhảy không thấy không? Giống như làm trong vũ trường đồ này đó, vô vũ trường. Ôi lần có nói nhiều đi, thi hoa hậu tụi bay nhìn kỹ đi ha, không có hoa hậu là mặc đồ đơn giản vậy, phải rần lên sân khấu như vậy nè. Đừng có chính cái gì, con nói chính nghe nè, con nói thiệt với chính, không phải là con rảnh gì đâu, mà tại vì nó có hai lý do. Cái lý do thứ nhất là con hỏi thiệt chính nè, bây giờ cái nhan sắc của con mà nếu như con không đi thi hoa hậu ngày hôm nay thì ai mà có thể đoạt giải hoa hậu được? Khoan, còn cái lý do thứ hai nè ha, con á thật ra cũng không có ham hố gì mấy cái giải hoa hậu này nọ đâu chính, tại vì con đẹp thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà cái vấn đề đó là tại vì con nghĩ là nếu như mà con được hoa hậu á thì con sẽ PR, con quảng cáo cho cái spa của con, nói chung là cho cái công việc làm ăn của con thôi. Xí đi, bây giờ nè, bây giờ mọi người xí đi, bây giờ mời ba hoa hậu lùi xuống một bước rồi để tôi có thể nhìn rõ hơn mọi người. Tiếp câu chuyện. Nhưng mà hả, thắc mắc là Vivian. Dạ. Nếu như mà hả, Vivian đẹp như vậy á, chắc chắn Vivian có hoa hậu đúng không? Rồi hả, rồi Vivian có spa vậy, Vivian hả cũng có kinh tế, cũng giàu có rồi đúng không? Chứ đâu có phải là thiếu thốn gì đâu. Vậy mình thi làm gì? Trong khi đó này, Duyên nè, thấy không? Duyên không có gì trong tay hết, thì tại sao Vivian nó lại không nhường cái vị trí đó cho Duyên đi, để cho Duyên hả còn có cơ hội nè, cho ba má của Duyên có thể nở mày nở mặt nè. Đó, nếu như mà hả có cơ hội á, thể được gặp được những người đại gia, cuộc sống của Duy sẽ bước sang một trang mới. Trời ơi, lúc đó hả Duy sẽ được nổi tiếng nè, mà cũng giàu có. Tại sao Vivian là không có nhường cho Duyên? Nè nè, Vivian và Duyên à, tại sao không nhường cho chính chỉnh chu đi? Trời, là bởi vì sao? Nói về nhan sắc á, là chính đã từng là hoa khôi sớm này rồi, hai đứa không có cửa bù chính đâu ha. Nói về giàu á, thì chính giàu hơn hai đứa, chính sẽ ăn mặc và trang phục chính thiệt là đẹp luôn. Còn nói về tình cảm, chính già rồi, chính sống không còn được bao lâu nữa, tại sao hai đứa không nhường để cho chính có một niềm vui cuối đời của chính? Chính ước mơ được hoa hậu, cho chính được lãnh giải, cho chính được có cái dương miệng đi, rồi chính chết chính cũng vui, thấy không? Tụi bay còn trẻ, đời tụi bay còn dài quá mà. Thì bởi vì con mới nói chính nghe, khi mà mình lớn tuổi rồi đó, mình đeo cái hoa hậu vô, cái dương niệm hoa hậu nó kỳ lắm. Kỳ cái gì mà kỳ? Nè chính đi thi. Nè nãy giờ là tôi nói chuyện đàng hoàng với mấy người rồi, bây giờ mày nghĩ đi, mấy người có giật giải được loại tôi không? Trời ơi, có đâu giật không được. Ủa làm sao giật không được? Bây giờ tôi nói là bây giờ hai người có rút lui để cho tôi đi thi hay là không? Trời ơi, con chỉ hợp với hoa hậu thôi, còn chính là già rồi, chính không có phụ tùng, chính phải nhét phụ tùng vô mới đầy đặn được cho tụi con. Chị hoa hậu em á hậu thôi. Sao bây giờ thì cái gì? Chị tư rồi. Bây giờ hỏi bả đi. Để hỏi bả đâu đi, để biết tiền cái rồi hoa hậu. Từ bắt máy. Đợi bả riết mặt tao chảy hết rồi. Alo, dạ Tư ơi con nghe. Ủa, dạ Tư. Dạ, để con thông báo liền. Dạ. Thông báo liền. Có kết quả hoa hậu tử tế rồi. Tầm bay. Trời, tụi tao chưa thi mà. À, đúng có rồi. Vậy Tư chấm luôn rồi. Sao mà chấm? Chấm ở đâu? Trời, có cái vòng đầu tiên thôi. Chấm ở trên camera của quán. Rồi tôi ở nhà tự chấm luôn. Trời, chấm từ xa hả? Trời ơi, chứ thi có ba người mà nãy giờ ba người lộn quá à. Vậy Tư chấm luôn rồi. Bây giờ sao? Xếp hàng vô nghe kết quả. Trời ơi, biết rồi nè. Không nói hai người biết nha. Thật ra nãy giờ cãi hai người lại vui thôi. Thực ra con là cháu của dì Tư mà cái giải này sẽ thuộc về con. Nè, nếu mà là cháu của dì Tư mà được giải vậy thì tôi sẽ làm đơn tôi thua nghe. No! Cái thứ gì cái dạ? Xin lỗi, cái gì vậy? Dạ, con làm MC, con giới thiệu công bố kết quả. Nhưng và dạ, lưu diễn giả
Dạ, nhưng mắt về xấu trời ơi. Dạ, tiền có bị dập bẻ lưỡi à? Nói không nghe cái gì hết. Rồi. Nói được không? Rồi, xin lỗi. Và sau đây, kết quả cuộc thi Hoa hậu tử tế đã có. Và chúng tôi sẽ công bố người đạt giải Hoa hậu tử tế. Đó chính là... Chúng ta sẽ quay lại sơ về giải lao. Cái gì giải lao? Có quảng cáo đâu mà đi ra vậy? Không, có quảng cáo đâu. Ông lộn, coi tivi nhiều quá. Thôi hả? Rồi, lại đây. Vâng, chào sống. 3, 2, 1, bắt đầu. Thì chúng tôi sẽ quay trở lại với câu chuyện tiếp tục. Hoa hậu tử tế năm 2019 được vinh danh tên... Lẹ lên mỏi giò quá. Lẹ lên, bước lên. Tư tử tế. Vâng, xin chúc mừng những tư tử tế. Không, lộn tư là tư là giám khảo thôi nè. Cho tôi nè, Duyên, Vivian anh hoặc là chết rồi nè. Lại tư là người tổ chức cái giải. Rồi. Vâng. Và Hoa hậu tử tế đó chính là Tư tử tế. Vâng. Tư là giám khảo thôi. Cái gì vậy? Tôi đã nói là tư, bả là giám khảo. Bả làm giám khảo lại bả chấm cho bả đậu. Dạ, thưa ba bà là Hoa hậu tử tế là gì Tư? Cuộc thi này có 4 người cho nên nãy Tư chấm Tư hốt giải luôn. Cái gì sao vậy? Duyên, ủa sao Tư ngộ vậy? Ờ, tại vì sao? Nhà Tư coi camera giám sát hết trơn rồi. Rồi sao? Nè, thi Hoa hậu không ai thi như ba bà hết. Ngồi đó xài xẻ nhau, nành hẹ nhau. Rồi bây giờ sao? Đâu có xứng đáng là tử tế, đúng không? Cho nên là Tư tử tế hốt cái giải luôn. Trời đất ơi, tự nhiên bắt tổ chức ra rồi bả làm ba giám khảo mà làm Hoa hậu luôn. Ôi ơi, làm gì ai làm được, bực tội à. Đây là cái tình nó làm đi, thiết kế bộ áo dài của nhà thiết kế nổi tiếng rồi này nọ, làm hết bộ này tới bộ kia, biết bao nhiêu là tiền của người ta mất thời gian công sức, không có thể nào mà. Rồi chưa tính là người ta tiền làm kem làm mặt rồi nè, mệt quá à. Còn ba làm sao? Thôi, mất trắng luôn. Phải chuyện nánh mặt hoa hậu luôn. Rồi sao? Ngôi dư miệng luôn. Rồi gì nữa? Rồi người tiền Tư tổ chức. Xong Tư lấy giải. Rồi Tư chơi vậy? Ai chơi là ai Tư? Có muốn lấy tiền lại không? Tiền luôn. Tiền hả? Ok, nếu muốn lấy tiền chúng ta sẽ quay lại sau ít phút bị giải đâu. Cái gì vậy? Trời ơi Tư ơi, cứu con vậy Tư ơi. Dì Chính ơi, đóng tiền nhà dì Chính ơi. Ê, nhóc ruột quá dì. Rồi. Chính. Tiền Chính ơi. Tiền Chính. Trời. Bình thường là thấy tiền, nghe mùi tiền, ngửi thấy mùi tiền thôi là bấn loạn lên rồi. Hôm nay không quan tâm luôn. Với cái tâm trạng như thế này là có chuyện rồi. Mà đọc báo hả? Vậy là đọc tin buồn rồi. Trời mà tin buồn hả? Vậy là phải những cái tin mà liên quan tới bản thân mình. Ung thư. Không, nhìn cũng hồng hào lắm. Bị giật chồng. Cũng không. Đâu có chồng đâu bị giật. Chết rồi, nguy hiểm quá. Coi đặc trưng gì mà đau khổ vậy. Chết rồi. Vậy là nghiêm trọng lắm đấy. Phải tìm hiểu rõ nguyên nhân mới được. Mày làm gì vậy? Ủa? Đọc báo mà ngộ nha. Trong lỗ nha. Trời ơi, lấp lánh luôn. Trời ơi, lấp lánh ánh sáng mặt trời luôn. Buồn ra. Dịch ra.
Dạ kìa mày, tao báo ra mà. Dạ ra. Dạ ra, nhanh lên. Dạ ra. Dạ ra. Đâu rồi, giấu ở đâu? Đó, đây. Dỡ cao lên. Dỡ cao lên một lần nữa. Buông tay trái ra. Ủa, mày làm gì của tao, mày làm gì mày điều tra mày rồi mày ra lệnh tao gì vậy? Mua nào? Hỏi làm cái gì? Mới mua đúng không? Rồi sao? Rửa. Cái gì? Mới mua là phải rửa. Không rửa là 31 là 7 đáng chịu. Tụi bánh mày nha mày. Trời ơi, tụi bay cứ hở hở ra rửa này rửa nọ. Hỏi mà mới mua cái gì biểu rửa, mới mua cái gì biểu rửa. Trời ơi, tao đâu có ngu đâu mày. Mày biết chính nè, chính là chùm sò ha. Chính bỏ tiền ra, chính mua cái điện thoại là chính đã xót xa lắm rồi. Ơi mà rửa. Rồi cái mà tao mà cười cười một cái tụi bay bắt tao rửa. Rồi hết mày kêu rửa, thằng Tuân kêu rửa, rồi đứa này kêu rửa, đứa kêu rửa, làm sao tao chịu nổi. Dẹp đi. Ủa con kêu rửa chứ con đâu có kêu rửa đâu mà rửa dữ vậy. Nói rồi em không chịu rửa nha, mai mốt nha, cái điện thoại nó rớt, nó bể, nó hư, nó có chuyện gì ráng chịu. Xin lỗi, dám tính cường lực hết rồi nha mày, 30 triệu của tao. Điều đó. Đó không rửa thì thôi, về. 30 triệu. Ê, đi đâu? Đi về. Lui cung. Hạ ghế ngồi. Đi đâu? Con... Mục đích qua đây làm cái gì? Quên. À. Nhắc mới nhớ. Đưa đây, trời ơi quên khôn. Đưa đây. Tháng coi nhiêu đó ngày à. Mà ứa á cái gì. Rồi biến đi. Ê khoan chưa. Gì nữa? Lui cung. Hạ ngồi. Đếm mới đủ không? Thời buổi giờ lẫn lộn lắm mẹ ơi. Nhiều khi xạo xạo có đưa thiếu về ra là đủ. Rồi biến. Đủ chưa? Rồi biến. Cũng có ngày cũng khỏi bể. Ê đừng trù nha mày. Kính cường lực nha mày. Coi tiếp. Ngu gì cho tụi nó biết. Tụi nó biết nó mắc mình rửa làm sao. Trời đất ơi, 30 triệu của mình mà. Bây giờ mình để cái báo này nè. Mình để cái này qua đây nè. Mình để để mình ngắm cho nó đã nè. Bây giờ này không có ai tới đâu nè. Đó. À, cái mình ngắm nè, mình ngắm nè. Trời ơi, cái xong cái mình chụp hình nè. Chưa thấy cái điện thoại nào mà nó chụp hình đẹp như ở đây à nha. Bánh bò nó mà cũng dám ăn nữa vậy? Ở trong tủ lạnh mà. Bánh bò là trong tủ lạnh mà à. Duyên mà để trong mấy tuần rồi. Trời ơi, trong mấy này đâu có dọn tủ lạnh đâu. Trời ơi, hàng gì sao? Trời ơi.